Phạm Anh Khoa, từ ông bố bỉm sữa đáng yêu đến tiêu tan sự nghiệp vì scandal gạ tình. Từng trải qua những năm tháng khó khăn, nhóm nhạc tan rã, anh Khoa phải đi hát lót kiếm sống. Để rồi khi thành công với cuộc thi Sao Mai Điểm Hẹn và trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng như hiện nay, anh mới được sống một cuộc sống mà mình từng mơ ước. Nhưng có lẽ Phạm Anh Khoa cũng không ngờ rằng những thứ mình cố công gầy dựng lại phút chốc tan tành vì những sai lầm không đáng có. Những ngày qua, anh gần như bị dồn vào thế chân tường khi hàng loạt cô gái trong showbiz Việt lần lượt tố cáo anh gạ tình, khiến dư luận dậy sóng. Vất vả mưu sinh rồi thành công với Sao Mai Điểm Hẹn. Phạm Anh Khoa sinh năm 1985 tại Cam Ranh, Khánh Hòa. Ngọn lửa rốc đã nhen nhúm đến với Khoa từ những ngày còn bé. Hồi bé, Khoa được nghe nhạc trên những chuyến xe tải của ba. Ba Khoa là tài xế lái xe tải đường dài. Từ bé, cả ba và Khoa đều rất hâm mộ chú Elvis Phương và ban nhạc Phượng Hoàng thời đấy là dấu son chói lọi của âm nhạc Việt Nam, đứng đầu cả về nhạc trẻ lẫn nhạc rock. Sau này lớn lên một chút, anh đi học guitar rồi biết sáng tác từ năm 15 tuổi. Ca khúc mà anh Khoa tâm đắc nhất là Dòng Đời, có đoạn thế này: Dòng đời đôi lúc đẩy xô dòng đời, xa cuộc đời, xa vời vợi nên chẳng thấy nhau. Đừng vội khóc vì trần thế còn lắm điều gian dối, hỡi em đừng vội nói, đừng vội nhớ, để những ưu phiền tan biến. Mỏi mòn con mắt nhìn theo cuộc đời, thấy cuộc đời chỉ còn là một màu, ôi màu mắt em. Lúc anh nghe bài hát đó cũng là lúc anh bi quan nhất về cuộc sống. Nhóm hát 3D của Khoa tan rã, anh bị buộc thôi học tại trường Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh vì tội nghỉ học nhiều đi diễn. Hôm nhóm tuyên bố rã đám tại Đà Lạt, mỗi người một ngã, anh Khoa không có lấy một đồng trong túi, chưa biết đi đâu về đâu. Định trở lại Cam Ranh, Khánh Hòa nhưng lại nhủ thầm mình còn trẻ, phải vượt qua được. Thế là vay tiền người bà con về lại Sài Gòn. Buổi tối Sài Gòn mưa, anh Khoa cưỡi chiếc xe máy bình dân đi hát ở một phòng trà khá hẻo lánh. Chẳng ai biết đến anh hết và cũng không chắc họ có nghe Khoa hát hay không. Khoa chỉ được hát lót 150.000 đồng một buổi diễn cho 4 năm bài. Thời gian ấy, anh vất vả kiếm tiền, cày như điên để có tiền trang trải cuộc sống. Phạm Anh Khoa đã đi học lại, xin vào Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh do nhạc sĩ Tuấn Khanh khuyên nhủ. Nhạc sĩ Tuấn Khanh gặp Khoa đúng lúc anh đang trong tâm trạng chán chường, mất niềm tin vào âm nhạc. Nhờ nhạc sĩ, anh tự khám phá khả năng rock của mình, rồi mê Linkin Park, Oasis, Steve Tyler. Bước ngoặt Sao Mai Điểm Hẹn. Phạm Anh Khoa được biết đến khi tham gia cuộc thi Sao Mai Điểm Hẹn năm 2006 cùng Hà Anh Tuấn, Hoàng Hải, Phương Linh. Thời điểm ấy, anh đã được trao giải xuất sắc do Hội đồng Nghệ thuật trao tặng. Không điển trai như Hoàng Hải, không hát với chất tự sự bay bổng như Hà Anh Tuấn. Song bù lại, cứ mỗi lần xuất hiện là Phạm Anh Khoa làm sân khấu nổ tung. Anh chàng từng được các giám khảo của Sao Mai Điểm Hẹn đánh giá là nhân tố có khả năng làm thay đổi diện mạo cho rock Việt. Bởi Phạm Anh Khoa có nguồn năng lượng cực lớn, anh hát hay, anh nhún nhảy, gào thét thế nào thì giữa sân khấu khán giả lại hòa cùng anh bằng những tràng vỗ tay cuồng nhiệt đến đó. Dù rõ ràng rock là thể loại âm nhạc rất kén người nghe. Năm 2007, khi Vol 1 Park được phát hành, anh Khoa đã trưởng thành hơn rất nhiều, trải qua một quá trình phát triển trong nhận thức, trong cảm thụ âm nhạc. Nói về âm nhạc, Phạm Anh Khoa ở thời điểm 2007 từng chia sẻ: dòng nhạc của tôi thường là thu hút những khán giả lớn hơn một chút, cá tính một chút, còn những khán giả ấn bàn phím để bầu chọn, đa số là tuổi teen. Nhưng tôi không sợ điều đó, nếu ai lấy mất sự tự tin của tôi thì tôi thua. Yêu mãnh liệt nhưng cũng quá bản năng. Phạm Anh Khoa trở thành người đàn ông có gia đình khi mới ở tuổi 25. Đó cũng là lúc anh vừa kết thúc cuộc thi Sao Mai Điểm Hẹn 2006. Anh Khoa kín tiếng về chuyện kết hôn nên phải đến khi con gái anh được 20 tháng tuổi, fan hâm mộ mới tường tận mọi chuyện. Khi Thùy Trang bỏ việc chuyển sang làm quản lý riêng cùng chồng rong ruổi khắp các show diễn thì người ta mới biết nhan sắc của vợ anh. Thùy Trang hơn chồng 6 tuổi nhưng sở hữu vẻ ngoài trẻ trung nên hai người vẫn xứng đôi vừa lứa. Ngày cả hai đưa nhau về ra mắt gia đình, cha mẹ Thùy Trang phản đối kịch liệt vì Khoa kém tuổi, là ca sĩ và gần như chưa có gì ổn định. Trong khi đó, Trang lớn lên trong gia đình khá giả, được bố mẹ chiều chuộng từ tấm bé. Sự chân thành của anh Khoa và quyết tâm của Thùy Trang đã giúp hai người được ở bên nhau, yêu và đấu tranh hết mình vì tình yêu. Nhưng sống với nhau rồi, Thùy Trang mới thấy con người này bản năng mạnh khủng khiếp, sẵn sàng bỏ tất cả để làm điều mình thích. Bạn đang xem video tại kênh Người Nổi Tiếng.
Đừng quên tham gia group của nhóm để cùng chia sẻ ý tưởng của bạn nhé. Thông tin chi tiết bên dưới video. Coi vợ như trợ lý. Kể từ khi về sống chung một nhà, Thùy Trang đã phải chấp nhận rất nhiều mặt trái không thể sửa của chồng. Chị Bảo trên sân khấu Khoa tràn đầy năng lượng, nhiệt huyết, sôi động, nhưng ở nhà thì ngược lại. Khoa có không gian riêng mà vợ con bất khả xâm phạm. Lúc đầu, chị cảm thấy rất mệt mỏi khi chồng tự tạo bức tường ngăn cách giữa các thành viên trong gia đình, nhưng rồi cũng dần dần chấp nhận. Anh Khoa cũng là người hay thay đổi, không biết đâu mà lường. Chẳng hạn, trong chuỗi ngày mệt mỏi, nam ca sĩ sẽ làm những điều mà người bình thường không bao giờ làm. Có thời điểm, trong vòng một tháng, ngày nào Khoa cũng tặng vợ một bó hoa hồng mà chẳng nhân dịp gì. Chị tự nhận, bình thường chị và chồng tiếp xúc với nhau trên cương vị công việc chứ không giống vợ chồng. Chị lại phát hiện ra trong công việc, Khoa rất cầu toàn và nghiêm túc đến mức cực đoan. Qua những lần mâu thuẫn nảy lửa, cả anh Khoa và Thùy Trang lại rút ra những bài học quý giá, biết sống vì người khác nhiều hơn. Bản thân anh Khoa cũng tìm cách dẹp bớt đi tính ích kỷ của bản thân, tập quan tâm nhiều hơn đến những người khác. Trước đây, nam ca sĩ thường bất cần, nói không kể cả với giới truyền thông, thì bây giờ anh đã biết cân nhắc. Khi cả hai có mâu thuẫn, giận nhau, anh thường bỏ ra ngoài để tĩnh tâm lại, sau đó quay trở về tìm cách giải quyết. Nhiều tật xấu là vậy, nhưng anh Khoa cũng có rất nhiều điểm mạnh. Đó chính là những thứ níu giữ Thùy Trang ở lại, kiên trì cùng anh dựng xây hạnh phúc. Phạm Anh Khoa có vẻ ngoài xù xì nhưng lại là người sống rất tình cảm. Trên người Khoa có 5 hình xăm thì có tới 3 hình dành cho các thành viên trong gia đình. Tên con gái ở ngón nhẫn bên bàn tay trái, hình bàn tay của con trai trên cánh tay trái và tên vợ được anh xăm ở ngực bên trái nơi trái tim ngự trị. Từng là ông bố bỉm sữa được hàng ngàn người ngưỡng mộ. Năm 2016, Phạm Anh Khoa cùng bé Châu Chấu tham gia chương trình truyền hình Bố ơi mình đi đâu thế? Tại chương trình này, Phạm Anh Khoa đã cùng các ông bố bỉm sữa như Hồng Đăng, Hải Anh, Thành Được mang đến cho khán giả màn ảnh nhỏ những phút giây ấm áp, ý nghĩa về tình cảm gia đình. Phạm Anh Khoa chia sẻ rằng anh có rất ít thời gian ở bên các con vì quá bận rộn với công việc. Hai con của anh là Cào Cào và Châu Chấu rất sợ bố, đến mức không dám lại gần. Bên cạnh đó, Phạm Anh Khoa còn gây xúc động cho hàng ngàn khán giả khi bộc bạch về những áp lực mà một ông bố nổi tiếng phải gánh chịu. Bạn bè nói tôi có máu khùng, tôi có thể cắm mặt suốt ngày vào phòng thu. Nhiều nghệ sĩ khác làm việc cả ngày rồi thì tối đến họ sẽ chơi với con, nhưng tôi không như thế. Thậm chí khi về đến nhà, tôi vẫn cứ ở nguyên trong phòng làm việc. Phạm Anh Khoa nói, thời điểm này Phạm Anh Khoa gây ấn tượng với khán giả bởi chuyện dám nói ra ưu khuyết điểm của mình. Tự nhận là người bổ bã, cục tính, nhưng lúc chăm sóc con, Phạm Anh Khoa vẫn có nhiều biểu hiện tình cảm, yêu thương, gây xúc động cho khán giả. Trong mắt số đông khán giả, anh Khoa trước khi scandal gạ tình nổ ra là một nghệ sĩ sạch sẽ, văn minh, hết lòng vì nghệ thuật và hết mực yêu thương vợ con. Vụng vỡ hoàn toàn với scandal gạ tình. Và rồi mọi thứ sụp đổ hoàn toàn khi Phạm Lịch công khai kể chuyện bị Phạm Anh Khoa gạ tình khi cùng anh tham gia chương trình truyền hình Trời Sinh Một Cặp. Theo lời Phạm Lịch, với vai trò là thí sinh, cô thường xuyên sang nhà riêng của Phạm Anh Khoa tập luyện. Vì Phạm Anh Khoa yêu cầu nên Phạm Lịch mới đến tập vào lúc 9-10 giờ đêm. Trong khoảng thời gian này, Khoa nhiều lần tấn công cô bằng những lời lẽ, hành động mang tính gạ tình. Phạm Lịch không ngại ngần khẳng định Phạm Anh Khoa không những xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cô mà còn có thái độ thách thức, khinh thường người khác. Ồn ào Phạm Lịch chưa xong, lại đến vũ công Nga Mi và stylist MP lên tiếng. Trùng hợp làm sao, hai cô gái này cũng tố Phạm Anh Khoa gạ gẫm, quấy rối tình dục tương tự như lời Phạm Lịch nói. Ban đầu, Phạm Anh Khoa phủ nhận mọi cáo buộc và dọa sẽ nhờ pháp luật can thiệp để bảo vệ quyền lợi của mình. Nhưng đến ngày 12 tháng 5 năm 2018, anh chàng lại bất ngờ lên tiếng xin lỗi các cô gái và giải thích cho mọi hành động bằng lý do tính cách bổ bã, bản năng nghệ sĩ quá cao. Thêm đó, Phạm Anh Khoa còn gây sốc cho dư luận khi công khai chia sẻ rằng trong showbiz, vỗ mông nhau cũng là cách chào hỏi. Ngay sau lời xin lỗi này, cộng đồng mạng và giới nghệ sĩ đã nổi cơn thịnh nộ. Đa phần các ý kiến đều thể hiện sự bất bình với cách hành xử không nhất quán của Phạm Anh Khoa. Đến chiều 15 tháng 5, Phạm Anh Khoa bất ngờ tổ chức buổi họp báo kín với sự góp mặt của truyền thông với mục đích nói một lần cho hết về những ồn ào vừa qua. Xuất hiện tại buổi họp báo, không khó để nhận ra Phạm Anh Khoa tiều tụy và gầy hơn trước rất nhiều. Ở thời điểm hiện tại,
Phạm Anh Khoa đã bị gạt tên ra khỏi nhiều hoạt động nghệ thuật. Một số nhãn hàng cũng có động thái hủy hợp đồng quảng cáo với nam ca sĩ vì ồn ào gạ tình. Xây 3 năm, tan tành trong 1 phút. Có lẽ chính Phạm Anh Khoa cũng không ngờ ồn ào này lại khiến sự nghiệp anh lao đao đến thế. Không chỉ nói về thiệt hại kinh tế, hình ảnh sạch đẹp, máu lửa, tận tâm cùng âm nhạc mà Phạm Anh Khoa bồi đắp bấy lâu nay đã không còn nguyên vẹn. Bài học quá lớn và quá đắt cho anh. Nếu như ngay từ đầu anh có cách hành xử thích hợp, biết đưa ra lời xin lỗi chân thành, thấu tình đạt lý hơn thì có lẽ mọi thứ không trở nên rắc rối đến thế. Cảm ơn bạn đã xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nhé.